1 của trận đấu này thì cầu thủ Isuzu Green Car trong trang phục áo đỏ quần xanh, họ sẽ bảo vệ phần sân bên tay phải mảnh nhỏ chúng ta. Còn cầu thủ Hino Đại Phát Tín trong trang phục áo vàng quần đen bảo vệ phần sân bên tay trái. Ngã Đức Savi, số 49 Sơn Xe Tải, số 10 Dũng Công Viên, số 11 Hưng Isuzu, số 18 Nhơn Mập. Ngày hôm nay thì Ludwig đang chơi ở vị trí trung vệ. Và tấn công. Đây là cơ hội dành cho Catuino. Ngọc Huỳnh. Đây là đoàn xe tải pha dâng cao của trung vệ Ma Xoay Bảy. Dứt điểm. Vâng. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ áo vàng. Hino Đại Phát Tín đã có được bàn thắng đầu tiên sau pha dứt điểm của trung vệ Ma Xoay Bảy. Đoàn xe tải. Chúng ta cùng xem lại tình huống cứa lòng. Pha cứa lòng bóng đi cầu Âu và đã vượt qua khỏi tầm với của thủ môn bên phía cao thủ. Đoàn xe tải. Văn Trọng. Bóng bông. Nguy hiểm. Thêm một tình huống nữa thì bóng đã chạm ra ngang. Có vẻ như lúc này thì cao thủ áo đỏ đang phải thay thủ môn rồi. Chúng ta vừa được xem lại pha cứa lòng của Văn Trọng. Bóng đã bật sang ngang bật ra. Ludwig. Bóng bông. Đánh đầu. Lại là một tình huống mà cao thủ áo vàng đã tập trung. Lần này thì đến lượt thủ môn của cao thủ Isuzu Green Car. Sự lỗi hạn của cao thủ Hino đã phải nhoài người. Bóng lại thêm một lần nữa đã đập sang ngang. Sau pha dứt điểm của Phúc Báo. Đức Savi. Đức Savi đang chơi ở bên phía hành lang biên phải. Nguy hiểm. Những tình huống đá xa của Đức Savi luôn là những vũ khí vô cùng lợi hại của cao thủ Isuzu Green Car. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi. Ludwig. Cơ hội. Một pha dứt điểm ngay một chạm. Khi mà khoảng không trông còn rất nhiều. Pha ghi bàn của Dương Đô Tể. Tỷ số là 1-1. Sau một tình huống bóng luẩn quẩn thì bóng đã đến chân Dương Đô Tể. Chúng ta cùng xem lại pha bóng luẩn quẩn này. Nhưng trước đó là pha dứt điểm hụt của Dương Đô Tể. Hậu vệ và thủ môn bên phía cao thủ Hino Đại Phát Tín đã có pha phối hợp chưa hiểu ý nhau. Ở một tình huống chuyền của Đạt Bullet. Chuyển hướng tấn công, cơ hội đây rồi. Pha dứt điểm. Đó là pha bóng mà cầu thủ mang số 76 quyết định dứt điểm. Tình huống dứt điểm của trung định vị. Ở cột 2 thì đang có một đồng đội chờ sẵn. Nếu như đó là một đường chuyền cột 2 thì cơ hội sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đạt Bullet. Và trả bóng về dành cho Tín Dung. Dứt điểm từ xa. Không vào. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Một tình huống chuyền bóng về cột 2. Nhưng pha đánh đầu trong tư thế bị ngược. Cần thiết của các tiền đạo bên phía cả hai bên. Văn Trọng. Văn Trọng chích mũi. Không vào. Lần thứ hai bóng đã tìm đến cột dọc. Lần trước là pha bóng mà cao thủ áo vàng đã đưa bóng vào xà ngang. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý kỹ thuật của Văn Trọng. Và sau đó thực hiện một pha bút chì. Pha dứt điểm nguy hiểm. Không vào. Có vẻ như trong tình huống vừa rồi thì bóng về đích. Đạt một lít. Bóng dài. Tuấn Super. Tình huống khá giống với bàn thắng trước đó của cầu thủ Isuzu Green Car. Không cần quá nhiều màu mè, rất đơn giản và hiệu quả. Fast pressing và một đường chuyền. Một đường chuyền của Đạt Một Lít và sau đó là pha tiếp bóng rất nhạy bén của Tuấn Super.
Lần đầu tiên trong trận đấu thì cao thủ Insuzu Rinka có được pha vươn lên dẫn trước. Dứt điểm. Ngay lập tức là câu trả lời chất lượng của cao thủ Hino Đại Phát Tín. Xuân Đại là người đã nổ súng để gỡ hòa cho cao thủ Insuzu. Slogan của cao thủ Hino. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Niềm vui ăn mừng bàn thắng của cao thủ Insuzu Rinka không được quá lâu. Tuấn Super. Phúc Bảo. 3-3. Nguy hiểm. Đó là pha bóng tưởng chừng như không có gì là nguy hiểm, nhưng nó đã được đưa vào lưới khung gỗ của thủ thành bên phía cao thủ Hino Đại Phát Tín. Duy Khánh đã phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Chúng ta cùng xem lại pha tấn công này. Một pha bóng mà thủ môn bên phía cao thủ bóng bổng. Tuấn Super. Tuấn Super trượt chân rồi. Tuấn Super lại là một pha phản công của Tuấn Super. Chúng ta cùng xem lại pha dứt bóng kỹ thuật và dứt điểm rất gọn gàng của Tuấn Super, cú đúp bàn thắng của cầu thủ số 66 sau khi được tung vào sân. Hoàng Thắng pha dứt điểm đấy, cơ hội dứt điểm vào. Đó là pha bóng mà tiền đạo mang số 30 đội trưởng Ngọc Huỳnh đã chơi rất đồng đội. Trả bóng ngược lại tuyến hai. Nó là một điều rất hợp lý trong pha bóng vừa rồi. Nếu như cố gắng dứt điểm thì rất có thể thủ môn đối phương sẽ ngăn lại. Rất hay. Pha xử lý rất tỉnh táo của đội trưởng Ngọc Huỳnh. Nó là bằng lại. Quang Thắng. Quang Thắng. Nguy hiểm. Lần này là pha ghi bàn trực tiếp của đội trưởng Ngọc Huỳnh. Khoảng khắc của một ngôi sao và khoảng khắc của một tiền đạo. Một tiền đạo cắm được các cầu thủ Hino Đại Phát Tín tin tưởng ngay từ đầu. Khi mà lúc Vidic không có mặt ở trên sân thì hàng phòng ngự của các cầu thủ Insuzu Rinka đã trở nên 2-1. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ vàng. Ngọc Huỳnh. Ngọc Huỳnh rất khéo. Ngọc Huỳnh tuyệt vời. Hai bàn thắng và một pha kiến tạo. Phần thưởng 3 triệu và một thùng bia đang rất gần các cầu thủ Hino Đại Phát Tín rồi. Hai liều đô bình đã khiến cho cao thủ Hino Đại Phát Tín trở nên tự tin hơn rất nhiều. Nguy hiểm, cơ hội vào. Phúc Báo là người đã ghi bàn và tỷ số là 5-5. Bây giờ thì trận đấu sẽ trở nên kịch tính hơn. Khoảng 5 phút gần đây thì cao thủ áo vàng đã chủ động lùi về phòng ngự, nhưng họ đã bất ngờ để thua. Phúc Báo đã quá trống trung và đúng lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa cao thủ Hino Đại Phát Tín và Insuzu Rinka. Trận đấu kết thúc với một tỷ số rất đẹp, tỷ số hòa. Và đội bóng tiếc nuối nhất có lẽ là cao thủ Hino Đại Phát Tín. Họ đã không thể giành được những phần quà của mình.